Anh chị biết tin gì chưa? Hải Phòng sắp có 2 quận mới và 1 huyện sắp trở thành thành phố trực thuộc thành phố. Video hôm nay Dương sẽ chia sẻ với chị và bạn một thông tin mới nhất mà Dương vừa đọc trên trang VTC News. Thì cụ thể như sau. Hải Phòng sẽ có thành phố trong thành phố chuyển 2 huyện lên quận. Đây. Thời gian tới Hải Phòng sẽ triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025, chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030. Như vậy là một huyện thì 5 năm nữa, còn một huyện thì là 10 năm nữa. Và một huyện đó là Thủy Nguyên thì sẽ thành thành phố trực thuộc thành phố. Thời gian cụ thể thì thành phố chưa có đề cập ở đây. Nhưng mà Dương nghĩ một trong ba cái huyện này thì có lẽ Thủy Nguyên sẽ là tương lai gần nhất. Và video này Dương chỉ muốn cập nhật một cái thông tin như vậy để cho những anh chị nào mà ít đọc báo, hoặc là những anh chị nào mà ở xa Hải Phòng hoặc là ở nước ngoài không cập nhật được những cái thông tin mới về quê hương thì có thể nắm bắt được tình hình. Và bài báo này ấy, thì còn nói thêm nữa về những cái định hướng phát triển của Hải Phòng. Đây, phát triển không gian đô thị theo 3 hướng đột phá. Để Dương tìm xem đấy là những hướng nào nhé. Đây rồi. Thành phố cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 3 hướng đột phá. Trong đó, hướng Đông Nam gắn liền với đường Tân Vũ Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, khu kinh tế Đình Vũ và Cát Hải. Đấy, như vậy là hướng Đông Nam thì thành phố sẽ tập trung phát triển vào ngành công nghiệp và cảng biển. Đấy là một cái mũi nhọn của thành phố Hải Phòng trong rất là nhiều năm qua rồi. Tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư các khu đô thị sinh thái hiện đại tầm cỡ quốc tế tại Cát Bà, hoàn thành hệ thống cáp treo 21 km, các khu vui chơi giải trí hiện đại, khu công nghiệp, dịch vụ logistics, khu đô thị tái định cư Cát Hải nhằm tạo bước đột phá về phát triển đô thị, du lịch biển. Cát Bà thì đúng là một cái thị trường bất động sản mà theo Dương nghĩ rằng có thể đầu tư lâu dài, và cũng có nhiều anh chị đã thành công tại cái khu vực Cát Bà rồi. Đó là hướng Đông Nam nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái hướng Bắc này. Đối với hướng Bắc ấy, thì gắn liền với sự phát triển của hệ thống đô thị hai bờ sông Cấm, đặc biệt là tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thành xây dựng khu trung tâm hành chính chính trị thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm, các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tại đảo Vũ Yên. Hải Phòng sẽ chú trọng đầu tư xây dựng hai bờ sông Cấm trở thành nơi tham quan, du lịch, tạo ra một diện mạo mới của thành phố. Như vậy là định hướng phát triển của Hải Phòng cũng là bám theo sông, trở thành những khu đô thị ven sông giống như thành phố Đà Nẵng hoặc là những thành phố lớn trên thế giới. Và hiện tại bây giờ ấy, thì cũng đã có khu đô thị Vinhome Imperia, Hoàng Huy Riverside, rồi Vincom Lê Thánh Tông. Và có thể trong thời gian tới thì sẽ có thêm những cái khu đô thị nữa cũng bám theo hai bên bờ sông Cấm. Và hy vọng rằng sẽ có nhiều người không chỉ là ở Hải Phòng mà cả các tỉnh thành khác sẽ về đây đầu tư cũng như sinh sống. Còn với hướng Tây Nam này, thành phố tập trung phát triển đô thị sinh thái hai bên bờ sông Lạch Tray và Đồ Sơn, ưu tiên đầu tư các trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, y tế giáo dục và đào tạo, hoàn thành các dự án bãi biển nhân tạo, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của tập đoàn Glesimco, thực hiện quy hoạch lại và hiện đại hóa hạ tầng khu 1, khu 2 và khu 3 Đồ Sơn. Đó, như vậy là hướng Tây Nam thì là phát triển những trung tâm thương mại, ví dụ như là Yungmo ở quận Lê Chân, rồi những cái khu đô thị tại quận Lê Chân như là Vinhome Marina, rồi Hoàng Huy, rồi Waterfront City, và sâu xuống nữa thì đó là Dương Kinh và Đồ Sơn. Đấy. Thì với Đồ Sơn thì là phát triển những cái dự án bãi biển nhân tạo này, giống như là Dragon Hill thời gian vừa rồi ấy. Đó thì đấy là ba cái hướng phát triển chính của thành phố trong cái thời gian tới. Và dựa theo ba cái hướng phát triển chính này, anh chị và các bạn cũng có thể sẽ đưa được ra cái quyết định đầu tư bất động sản của mình theo cái hướng lâu dài nó như thế nào. Tất nhiên một cái video của Dương thì gần như là 99% thì đều phải liên quan đến bất động sản, dù là những cái thông tin như này, và càng những thông tin như này thì nó càng liên quan mật thiết
tới cái việc đầu tư bất động sản. Vậy thì với những thông tin như này thì chúng ta sẽ đầu tư như thế nào? Bản thân Dương ấy thì cũng chưa rõ là phải đầu tư như thế nào. Và Dương cũng làm video này thì có thể chia sẻ lên đây, biết đâu anh chị sẽ có những cái hướng đầu tư hay thì anh chị có thể chia sẻ bằng cách comment xuống bên dưới. Nhưng mà theo Dương thì với một cái dự án, một cái kế hoạch thì nó sẽ trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau. Từ cái giai đoạn đưa ra những cái thông tin như này đến khi giai đoạn có quyết định, rồi đến khi mà khởi công, động thổ thì nó cả một cái quá trình dài. Ví dụ như là dự án làm lại cầu Giàu Một ấy, thì thông tin là đầu năm rồi đến tháng 7 và bây giờ là đến tháng 10 mới chính thức là bắt đầu động thổ. Đó thì nó trải qua một cái quá trình dài và nó sẽ có những cái độ trễ nhất định. À, vừa rồi thì Dương có đọc thêm ấy là Hải Phòng sẽ còn những cái hướng triển khai phát triển khác như này, để cho mọi người lắm nốt nhá. Đây, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai các công trình mới như mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu Nguyễn Trãi. Cầu Nguyễn Trãi là rất quan trọng này. Cầu Nguyễn Trãi là nối từ từ đoạn đường một bên từ Lê Thánh Tông sang bên khu đảo Vũ Yên đấy. Cầu Vũ Yên này, cầu Giàu Ba này. Cái cầu Giàu Ba thì Dương cũng có làm một cái video nói về cái tính khả thi của cầu Giàu Ba đấy. Là cầu Giàu Một đã vừa được chuẩn bị được làm lại rồi. Cầu Giàu Hai thì cũng rất là rộng rãi và khang trang. Thì cầu Giàu Ba có cần thiết hay không? Và khi mà làm cầu Giàu Ba thì chắc chắn nó phải kéo theo những cái khu đô thị ở bên kia cầu, đấy là phía đầu Dương Kinh. Chứ nếu mà chỉ làm một cái cầu Giàu Ba sang để mà kết nối sang Dương Kinh mà bên kia không có cái gì ấy, thì có lẽ rằng cũng sẽ khó. Đây, tiếp tục. Cầu Giàu Ba và tuyến đường mới kết nối từ trung tâm thành phố đi Đồ Sơn này, cầu Tân Vũ Lạch huyện 2 này, cầu Bến Rừng này, triển khai xây dựng các tuyến đường vành đai 2 và 3 cùng với xây dựng hệ thống cầu vượt nút giao, hệ thống giao thông đường thủy, xây thêm 6 đến 8 bến thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, phối hợp cùng với các ban bộ ngành trung ương triển khai các công trình thuộc trách nhiệm của trung ương đã được đề cập trong nghị quyết 45 trung ương của Bộ Chính trị, như đường sắt cao tốc, đường sắt tốc độ cao Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Đó thì đấy là những cái hướng phát triển thêm của thành phố. Và quay trở lại cái câu chuyện là rồi anh chị và các bạn sẽ đầu tư với những cái thông tin này như thế nào, thì đây là Dương chỉ giả định thôi nhé, giả định cho anh chị tham khảo. Có thể là cái thông tin này ấy sẽ khiến cho những người mà người ta gọi là những cá mập về bất động sản, không chỉ ở Hải Phòng đâu, có thể là những các anh chị ở các tỉnh thành khác sẽ về đây để mà xây dựng lên những cái dự án, rất có thể là những cái dự án đất nền, phân lô bán nền, hoặc là những cái dự án khu đô thị nhỏ để dựa theo cái sóng lên quận và cái sóng lên thành phố trực thuộc thành phố này. Và cái việc này thì đã xảy ra ở rất là nhiều những cái gọi là những cái địa phương khác nhau, đặc biệt ví dụ như ở Hà Nội thì đã có những thông tin và giá bất động sản thì cũng đã tăng vọt. Thì với cái việc này thì theo tôi nghĩ rằng việc đầu tư cũng là tốt, là chính đáng. Nhưng anh chị và các bạn cũng phải biết được rằng là tức là khi mà mình đầu tư ấy, mình xác định là mình tham gia nó trong một cái gọi là cái thế đứng như thế nào. Có thể là khi anh chị tham gia vào một cái dự án đất nền thì anh chị biết rằng đây là mình đang xác định là mình lướt sóng. Lướt sóng thì anh chị vào lúc nào ra lúc nào và giá cả bao nhiêu, rồi là mua gốc bán gọn hay là mua gốc bán gọn với lại mua lưng bán vai cái gì đấy. Đó thì chốt lại là từ một cái thông tin như thế này cho đến khi dự án chính thức triển khai thì nó sẽ trải qua rất là nhiều giai đoạn khác nhau, và có thể là trong những cái giai đoạn đấy nó cũng có những cái độ trễ. Ví dụ đơn giản như là cầu Giàu Một chẳng hạn, đúng không, thì nó sẽ có những cái độ trễ. Và khi mà chúng ta đầu tư ấy, thì chúng ta cũng cần phải xác định là lướt sóng hay là xác định lâu dài. Bởi vì ấy, có một số anh chị, cái nguồn vốn của các anh chị không phải là lúc nào nó cũng để làm yên một chỗ được, mà xác định là có thể là chỉ vào ra nhanh chóng, sau đấy thì lại phải quay vòng đi chỗ khác, quay vòng đi dự án khác, hoặc là vào công việc kinh doanh khác. Còn một số anh chị thì cái nguồn vốn lâu dài ok, vất đấy 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm cũng được.
Bởi vì đấy không phải là bất động sản thứ nhất của họ, mà là bất động sản thứ gọi là thứ nhiều rồi, đúng không? Thì nó sẽ khác. Thì nôm na chốt lại cái video này là Dương muốn chia sẻ với chị bạn một cái tin vui. Đây thì chính xác là một cái tin vui, bởi vì như thế này thể hiện cái quyết tâm của thành phố là sẽ phát triển theo những cái định hướng rõ ràng như này. Thì anh chị biết được cái định hướng phát triển của thành phố để anh chị có thể đưa ra được cái hướng phát triển về cái đầu tư của anh chị và các bạn. Chứ Dương thì cũng không có dám giáo dục anh chị các bạn gì trong cái vấn đề đầu tư ở trong cái thông tin này. Nhưng mà chị có một cái lưu ý, đó là anh chị hãy đầu tư một cách thông minh và không bị cuốn vào những cái vòng xoáy, cuốn vào những cái cơn sốt một cách gọi là theo đám đông. Nếu mà có lướt sóng thì mình cũng phải hiểu được rằng là mình đang lướt sóng, còn nếu mà có lâu dài thì mình cũng biết được rằng mình đang lâu dài. Thì như vậy ấy, anh chị các bạn ấy, theo ngôn ngữ của nhiều người môi giới, nhiều nhà đầu tư khác ấy, họ có chia sẻ đấy là đầu tư là phải ngủ ngon. Vậy nha, chúc anh chị ngủ ngon. Và trước khi rời khỏi video này thì anh chị các bạn hãy ấn vào nút like, sau đó thì đăng ký kênh Nhà Đẹp Đăng Dương, để Dương sẽ làm thêm những cái video dạng như này để cập nhật những cái thông tin mới nhất về bất động sản Hải Phòng cho anh chị các bạn. Hy vọng anh chị các bạn sẽ đưa ra được những cái quyết định chính xác để đầu tư, để mang lại tài chính, để có giấc ngủ ngon hàng ngày. Vậy nhá, xin chào.